Vợ Suneo. Nhân vật rất ít khi được xuất hiện và đã được đề cập đến qua một tập ngắn. Khi thầy giáo Nobita nhắc đến chuyện con cái trong tương lai của Nobita, tại cậu không chịu làm bài tập, không đi học đúng giờ, vì thế thầy giáo không biết Nobita có lấy được vợ hay không. Sau khi nghe thầy nói, Nobita đã rủ Doraemon đi đến tương lai để gặp người vợ tương lai của mình. Và ở đây Nobita đã gặp vợ của Suneo. Nếu bạn có để ý, thì miệng của Suneo rất nhọn, và những nhân vật gắn liền với gia đình Suneo cũng có mỏ nhọn như thế. Vì thế vợ của Suneo cũng không ngoại lệ, là một người có nhan sắc mà Nobita nhất quyết không chịu lấy làm vợ. Khi đến tương lai cứ tưởng đó là vợ mình, trong tương lai trái ngược với Nobita. Con của Nobita thường xuyên bắt nạn con của Suneo và con trai En. Yếu tố xác định vợ của Suneo là tên của con Suneo, tên là Sunetaro, và người phụ nữ mỏ nhọn như Suneo. Trong tập Nobita đi gặp vợ tương lai, trong khoảng thời gian ngắn tiếp xúc với vợ của Suneo, nhưng ta có thể thấy tính cách của vợ Suneo cũng không khác nhiều so với Suneo. Đúng thật, nồi nào thì vung nấy. Thank you.